dù là trong ống rất là 2 năm rất là lâu, tự nhiên á, rất là lâu rồi, nhưng mà xong rồi khi mà gặp bác sĩ thì biết tên được tên là à mình có thai và mình có em bé. Lúc đó là con rất là hạnh phúc, rất là vui luôn, tại vì giống như là con là trời cho á. Lúc mà con mang thai em bé là tới lúc mà nó mấy á, cái tự nhiên cái bụng con bắt đầu nhồi. Bữa đó nó nhồi nó nhồi mà con mắt giữa mắt cười mà con nói ủa con xoay với chồng con anh nhìn cái bụng ngoài hành tinh của em nè, nó di chuyển thế này, di chuyển thế kia, nhìn nó rất là mắc cười. Tức là lúc sinh xong á là con rất là muốn tiếp da với bé. Bệnh viện sẽ cho mình mẹ đúng tiếp rồi, da để là tiếp da, nhưng mà con tiếp da đâu đó được vài phút à, con chưa kịp nhìn thấy mặt bé luôn là con tiếp da được chỉ có khoảng 1-2 phút vậy đó, con bắt đầu co giật, con bắt đầu con rung con co giật, con sốt. Tại vì do cái việc mình sinh nó mệt với lại tiêm thuốc này kia nọ vô cái mình sốt. Lúc đó chồng con lo lắm, cứ để bé qua cho bác sĩ chăm, rồi cứ bắt đầu chạy ra chạy vô chờ đẩy con vô phòng cấp cứu. Thì chồng có lẽ mới ngồi kế bên con á, hỏi em đỡ chưa, thấy quan tâm thấy cũng tội. Cái xong rồi cái ảnh mới con tâm trạng, nói chung là không khí lúc này cũng là tình cảm, giống như mood phim cảm động á. Cái xong rồi ổng quăng con coi nè, em hồi nãy á con mình sướng lắm. Em con hỏi là sao sướng, cái nó mới đẻ ra là nó đã nằm giường rung rồi. Giường rung. Trời nãy á, lúc mà em để con lên người em rung ghê lắm, mà anh nhìn thấy mặt nó phê lắm kìa, giống như massage vậy. Massage vậy đó. Có cái tình huống mình không ngờ là mình bị cảm xúc, mình gọi là trầm cảm sâu sinh á. Ồ có nó à? Tấn công. Dạ. Ồ. Nên nhưng mà con lo là lo cái gì mà con bị trầm cảm? Tại vì giống như nãy giờ cô nói chuyện với con đi, thì cô thấy là con là một người có năng lượng tích cực cũng khá nhiều. Tích cực khá nhiều. Thì lúc đó con cũng nghĩ là mình tích cực như vậy, mình cái suy nghĩ của mình, quan trọng là cái suy nghĩ của mình thôi, suy nghĩ của mình chỉ cần thoáng ra, mình hiểu được vấn đề đó, không có gì phải buồn, không có gì phải lo hết. Thì cái chuyện trầm cảm chắc chuyện của ai á, không có chuyện của mình đâu. Ai dè mình bị dính. Không ai dè mình bị dính cô. Thì mình cảm giác là mình vô dụng. Từ những cái chuyện bu vơ đó xong rồi cái mình bắt đầu nó nâng cao, nó kéo dần theo thời gian á, nó dẫn đến là cái bị trầm cảm. Và cái biểu hiện nặng nhất á là lúc mà con mới sinh bé được có 10 ngày thôi. Lúc này con kích sữa được mới chút xíu, khoảng 20ml thôi, là con đã phải nhập viện đi mổ ruột thừa. Mà bác sĩ nói con á, cái ruột thừa của em á là do bị stress và bị trầm cảm, nó làm cho cái ruột thừa của em nó bị viêm, bị sưng lên, bị vỡ ra luôn. À, cái chuyện này nó lây qua chuyện kia. Dạ đúng rồi. Và con phải nhập viện 2 tuần.